Minh Đường Tử Vi hoan hỷ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp thứ bảy ngày 12 tháng 6 năm 2021 và theo âm lịch hôm nay là ngày mùng 3 tháng 5 năm Tân Sửu. Ngày này là ngày Tân Mão, tháng Giáp Ngọ, năm Tân Sửu và ngày hôm nay là ngày Hoàng đạo. Các giờ Hoàng đạo trong ngày như giờ Mậu Tý, từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Canh Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thanh Long, giờ Tân Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Minh Đường, giờ Giáp Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Ất Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Bạo Quang, giờ Đinh Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Ngọc Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ kỵ sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc câu trận, giờ nhâm thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc thiên hình, giờ quý tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc chu tước, giờ bính thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc bạch hổ, giờ mậu tốt từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc thiên lao, giờ Ký hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc nguyên vũ về ngũ hành ngũ hành niên mệnh tùng bách mộc ngày tân mão tức can khắc chi nghĩa là kim khắc với mộc và ngày hôm nay là ngày cát về nạp âm tùng bách mộc kỵ tuổi ất dậu kỵ dậu ngày thuộc hành mộc khắc với hành thổ đặc biệt là tuổi tân mùi kỵ dậu đinh tỵ thuộc hành thổ không sợ mộc ngày mão lục hợp với tuất tam hợp với mùi và hợi thành màu cục xung với dậu hình tí, hại thìn phá ngọ và tuyệt thân về tuổi xung khắc trong ngày tuổi quý dậu kỷ dậu ất sửu ất mùi tuổi xung trong tháng tuổi mậu tý nhâm tý canh dần về các sao tốt xấu trong ngày trong ngày có các sao tốt như sao nguyệt đức hợp tốt mọi việc kỵ về tố tụng, sao thiên thành, tốt mọi việc, sao u vi tinh, tốt mọi việc, sao tục thế, tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi, sao mạo thương, tốt về cầu tài lộc, khai trương, mở kho, sao ngọc đường hoàng đạo, tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có, sao địa phá, kỵ về xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ, sau hỏa tai, sau đối với xây dựng nhà cửa, đổ mái, sửa sang nhà cửa, sau ngũ quỷ, kỵ về xuất hành, sau băng tiêu ngọa hãm, sáu mọi việc, sau hà khôi, sáu mọi việc, nhất là khởi công, động thổ, sau vãng vong, kỵ về xuất hành, cưới hỏi, cầu tài lộc, khởi công, động thổ, sau cửu không, kỵ về xuất hành, cầu tài lộc, khai trương, sau lọ ban sát, kỵ về khởi công, động thổ. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần hướng Tây Nam, tài thần hướng Tây Nam. Sau đây, mời các bạn đoán xem từ vị trí tít 12 con giáp thứ bảy ngày 12 tháng 6 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. đầu tiên mà các bạn muốn xem Từ vi tuổi Tý thứ bảy ngày 12 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi Tý bước sang ngày thứ bảy này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, tí ngọ mạo dậu, cái điều này làm cho bạn tuổi Tý đang có điểm báo không hề tốt cho các mối quan hệ của bạn trong ngày hôm nay. Thậm chí với bạn tuổi Tý còn dễ gặp phải xui xẻo vì việc tin người. Bạn tuổi Tý, bạn nên cẩn thận kẹo lại mất tiền oan vì khả năng đánh giá vấn đề của bản mệnh trong ngày hôm nay không thực sự được sáng suốt. Trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Tý cũng đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh, cái điều này làm cho bạn tuổi Tý bỏ lỡ mất cơ hội khi bản thân mình đang đắn đo, băn khoăn, không dám nắm bắt cơ hội của mình và rồi chúng vượt qua khỏi tầm tay Thế nên trong ngày hôm nay với bạn tuổi Tý, bạn cần phải cố gắng làm chủ vận may cá nhân và chủ động dấn thân ở thời điểm thích hợp. Nếu không, bạn sẽ tiếc nối về sau này. Và ngày này với bạn tuổi Tý lại đang gặp được ngày có thủy sinh cho mộc vượng, cái điều này sẽ hỗ trợ rất nhiều cho tình hình sức khỏe hiện tại của bạn. Nhất là đối với những bạn mới ốm dậy, đã ăn uống được nhiều hơn, nghỉ ngơi đầy đủ để hồi sức nhanh hơn. Bạn mệnh tuổi Tý đã biết yêu thương bản thân mình hơn và tránh suy nghĩ quá nhiều gây hại cho sức khỏe của mình nữa rồi Vài tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim hãy để trí tưởng tượng của bạn được bay cao bay xa hơn tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy bạn cũng cần phải có một thế giới riêng của mình tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh hỏa đừng làm việc không biết nghỉ ngơi Bạn đang làm tự hại bản thân mình, từ vi tuổi canh tí thuộc mệnh thổ niềm tin đến từ những việc tưởng chừng như là nhỏ không liên quan nhất tử vi tuổi nhâm tí thuộc mệnh mộc hãy tự làm cho mình vui bằng việc mua một món đồ nhỏ nhỏ nào đó và đánh giá của bạn tử tí trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 3 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 7 số 8 giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ màu sắc cát tường màu nâu màu cam quý nhân phù trợ tuổi mão tuổi ngọ Từ vi tuổi Sửu thứ bảy ngày 12 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi Sửu bước sang ngày thứ bảy này, thầy tử vi chỉ ra rằng bạn tuổi Sửu đang có được báo hiệu bạn trải qua một ngày gặp nhiều điều tuyệt vời. Bạn tự xịu sẽ chia sẻ những ý tưởng mới và đón nhận sự quan tâm của những người xung quanh dưới sự chia chở của thực thần chiếu mệnh. Có thể với bạn tuổi xỉu sẽ là tâm điểm của mọi người trong ngày hôm nay. Vậy thì bạn hãy sẵn sàng đón nhận sự chú ý ấy nhé. Và bạn tuổi xỉu đừng có quên rằng chỉ khi bạn đặt niềm tin vào chính mình, bạn mới có thể có được sự tin cậy của những người xung quanh trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Sửu lại đang gặp ngày có thổ mộc xung khắc cái điều này cho thấy có thể về vấn đề sức khỏe của bạn lại không được tốt cho lắm và đây là một trong những rào cản của cuộc sống của bạn mệnh trong ngày này và để tránh vấn đề này gây ảnh hưởng tới công việc hoặc là khiến cho bạn phải trì hoãn một số dự định nào đó thì với bạn tuổi Sửu nên tìm cách chăm sóc cho bản thân mình đúng mực tốt hơn Xem tử vi ngày thứ bảy này với bạn tuổi Sửu ngày này là ngày sát chủ theo quan niệm dân gian, ngày này thuộc bách kỵ, trăm sự đều kỵ, vì vậy với bạn tuổi Sửu trong ngày này không nên thực hiện những công việc trọng đại như thế là cưới hỏi, xây cất về nhà cửa hay là xuất hành trong ngày hôm nay. Vài tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh kim, không nên lúc nào cũng làm mọi thứ theo ý của mình hãy biết nhờ sự hỗ trợ khi cần thiết từ vi tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy có thể ai đó hiểu nhầm ý kiến của bạn thành ra nổi nóng từ vi tuổi kỵ sửu thuộc mệnh hỏa chớ nên giận cá chém thớt ảnh hưởng tới mối quan hệ từ vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ có ai đã đưa ra lời cảnh báo thì bạn hãy tin tưởng họ từ vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc mối quan hệ của bạn ngày càng được tốt đẹp, gặp được người thấu hiểu mình. Và đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 8, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cá tường màu vàng, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ, tuổi tý, tuổi dậu. Từ Vi Tuổi Dần, thứ Bảy, ngày 12 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi dần bước sang ngày thứ bảy này, thầy tử vi chỉ ra rằng bà tuổi dần đang gặp được ngày cô tam hội phù trợ. Cái điều này mang đến cho bạn tuổi dần có được cơ hội để cởi mở những khúc mắc ở trong lòng và thể hiện bản thân mình một cách chân thực nhất thay vì giấu những nỗi tổn thương, những nỗi buồn chán ở nơi đáy trái tim. Và bạn hãy coi đây là cơ hội để cho bạn hàn gắn để xóa dịu đi những nỗi đau ở trong lòng. Trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn từ dần lại đang gặp được ngày của chính ấn hỗ trợ cho bạn. Cho nên với bạn sẽ trở nên gần hơn với những mục tiêu của mình ngày hôm nay. Nhưng bạn cũng không được chủ quan. Bạn cần phải kiên trì vững vàng cho đến khi thực sự cán đích và tới lúc đó bạn có thể thoải mái ăn mừng được rồi còn bây giờ thì bạn cần phải cố gắng lên bạn tuổi dần nhé xem tử vi cho thấy hôm nay là ngày 12 tháng 6 năm 2021 tức là ngày mùng 3 tháng 5 năm Tân Sửu ngày này với bạn tuổi dần không nên trị bệnh ở tim do đó bản mệnh cần phải lưu ý không nên tác động lên vị trí này ngày hôm nay để hạn chế những rắc rối xảy ra với mình về tử vi tuổi Giáp dần thuộc mệnh Thủy, không giữ được kiên nhẫn và điềm tĩnh cần thiết vì quá tự tin, tử vi tuổi Bính dần thuộc mệnh Hỏa, công việc đã đi vào quỹ đạo mà bạn muốn và trở nên thuận lợi hơn, tử vi tuổi Mậu dần thuộc mệnh Thổ, bạn đang có xu hướng tiêu tiền cho người mình yêu mến, tử vi tuổi Canh dần thuộc mệnh Mộc, có mối quan hệ hài hòa tốt đẹp với người thân từ vi tuổi Nhâm dần thuộc mệnh kim nên cư xử đúng mực, nhất là đối với những người lớn tuổi. Và đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 5, số 9, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu tím quý nhân phù trợ tuổi giàu tuổi xỉu tuổi thân Từ vi tuổi Mão thứ bảy ngày 12 tháng 6 năm 2021 với bà tuổi Mão bước sang ngày thứ bảy này thầy tử vi chỉ ra rằng bà tuổi Mão đang có được báo hiệu trải qua một ngày công việc diễn ra rất tốt đẹp bạn đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh và đây là cơ hội để cho bạn gây được ấn tượng với mọi người xung quanh bằng vốn hiểu biết và năng lực của mình. Đây cũng là ngày mà cho bạn tuổi mão ký kết hợp đồng, giấy tờ, các hợp đồng văn bản rất được khuyến khích và thuận lợi cho bạn. Trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi mão lại đang gặp ngày có màu khí vượng cái điều này cho thấy sức khỏe của bạn không được tốt cho lắm, không đủ giúp cho bạn thiêu đủ những mục tiêu lớn lao. Vì thế, với bà tuổi Mão hãy cho phép bản thân mình được nghỉ ngơi một chút để cải thiện về tình hình sức khỏe, rồi hãy bắt đầu các kế hoạch mà bạn đã ấp ủ. Xem tử vi cho thấy hôm nay là ngày 12 tháng 6 năm 2021 âm lịch là ngày mùng 3 tháng 5 năm Tân Sửu và ngày này theo nhị thập bát tú, hôm nay bạn mệnh cần phải lưu ý tránh những việc như là chôn cất, cưới gã, trổ cửa, khai ngoài phong thủy, khai trương, xuất hành, đóng giường, lốt giường và các vụ việc khác, bạn cũng nên hạn chế bạn tuổi Mão nhé. Về tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy, nhớ là suy nghĩ cẩn trọng trước khi nói ra tránh làm tổn thương người khác. Tử vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa, chớ có trông mong điều gì quá xa vời, hãy bám chặt thực tế. Tử vi tuổi kỷ mão thuộc mệnh thổ, có điểm báo hao tài tốn của, cần phải chú ý quản lý về tài chính. Tử vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc, nên trao niềm tin cho người thực sự phù hợp mà thôi. Tử vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim, cân nhắc hơn trong việc đưa ra quyết định ngày hôm nay. Và đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 4, số 6, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi mùi. tử vi tuổi thìn thứ bảy ngày 12 tháng 6 năm 2021. Với bà tuổi thìn bước sang ngày thứ bảy này, thầy tử Phi chỉ ra rằng bà tuổi thìn đang chịu ảnh hưởng của cục diện ngũ hành, mạo thìn, tương hại. Cái điều này làm cho bà tuổi thìn làm việc gì cũng phải nên tử tốn. Có những người đang quan sát để đánh giá năng lực của bạn nữa, thậm chí còn có tác nhân bên ngoài đang ngấm ngầm gây hại cho bạn, nhưng vì bạn chủ quan để khả năng quan sát hạn hẹp. Vì thế với bạn tử thìn nên cố gắng thận trọng trong từng việc của mình làm. Trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tử thìn cũng đang gặp ngày có thương quan xuất hiện. Đây là biểu hiện không tốt liên quan tới cuộc sống của bạn mệnh ngày hôm nay. Có những người bị mất quyền, mất việc, không thi đỏ, làm ăn bị thất thoát và luôn có sự bất trắc xảy ra như thế, cho nên với bạn tuổi Thìn, luôn cần phải có kế hoạch dự phòng thích hợp sẽ giúp cho bạn hạn chế được những thiệt hại xảy ra với mình. Và với bạn tuổi Thìn, trong ngày này bạn đang gặp ngày có mộc thổ xung khắc, cái điều này nhắc nhở bạn mệnh tuổi Thìn cần phải lưu ý hơn tới vấn đề về tiền bạc, bạn đừng có vội cho rằng mình tiêu tiền vì mục đích tốt là được. Và tốt hơn hết là bạn chớ chi tiêu hoang phí, thiếu đi sự tính toán. Nếu không, bạn sẽ không thể nào đạt được mục tiêu mà mình đã đề ra đâu. Vài tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa có ai đó không tin tưởng bạn trong ngày hôm nay. Thế nhưng bạn đừng có chùn bước. Tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ nên tiếp tục nỗ lực trong bất cứ hoàn cảnh nào. Tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc không cần phải cố giải thích cho người không hiểu mình. Tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim, không có điều gì là tuyệt đối cả nên thông cảm cho người ta. Tử vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy, nguy cơ xảy ra hiểu lầm cao trong ngày hôm nay. Và đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 5, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cá tường màu vàng màu cam quý nhân phù trợ tuổi tý tuổi dậu tuổi thân từ vi tuổi tỵ thứ bảy ngày 12 tháng 6 năm 2021 với bà tuổi tỵ bước sang ngày thứ bảy này thầy tử vi chỉ ra rằng bạn tuổi tỵ đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh cái điều này làm cho bạn tuổi tỵ đang nghĩ ngợi quá nhiều bối rối hay xấu hổ vì một việc làm nào đó thì bạn hãy tìm đến người mà bạn đủ tin cậy đủ thân thiết để chia sẻ và tìm kiếm sự góp ý từ họ có thể với bạn tuổi tỵ những lời khuyên mà Họa dành cho bạn trong ngày hôm nay là rất hữu ích nữa đấy. Vậy thì bạn cũng cần phải mở lòng để lắng nghe họa một chút nhá. Trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi tỵ cũng đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh, cái điều này hỗ trợ cho bạn có thể xử lý được các vấn đề liên quan tới tiền bạc. Và ngày hôm nay nếu như bạn muốn tình hình tài chính của mình an toàn và vững mạnh, thì cái điều đầu tiên mà bạn cần phải làm là lập ra cho mình một ngân sách chi tiêu sao cho hợp lý và có một số vốn nhất định để đầu tư cho tương lai. Xem tử vi cho thấy hôm nay là ngày 12 tháng 6 năm 2021, âm Địch là ngày mùng 3 tháng 5 năm Tân Sửu và Thiêu Hải thượng lạn ông. Hôm nay là ngày mùng 3 âm lịch, nhân thần ở phía ngoài khớp cổ chân, mép tóc, mắt cá ngoài chân. Vì vậy bạn mệnh tuổi Tỵ cần phải lưu ý để tránh làm mọi sự tổn thương, va chạm, mộ xỉa, châm chích lên các vị trí này. Vài tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa cần phải có sự quyết đoán và dứt khoát hơn trong công việc. Tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ nên dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc cho bản thân mình. Tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc không nên thực hiện việc gì quá quan trọng trong ngày hôm nay. Tử vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim cần phải tận dụng cơ hội để à, nhanh chóng phát tài từ vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy nên sớm xác định mục tiêu và con đường để đi thay vì vô định như hiện tại và đánh giá của bạn tuổi tỵ trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 3 sao tình cảm 4 sao con số may mắn số 1 số 6 giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cát tường màu xanh lam màu đen của nhân phù trợ tuổi sửu tuổi thìn tuổi thân tử vi tuổi ngọ thứ bảy ngày 12 tháng 6 năm 2021 với bạn tuổi ngọ bước sang ngày thứ bảy này, thầy tử vi chỉ ra rằng bạn tuổi ngọ đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, tí ngọ mạo dậu. Cái điều này nhắc nhở bạn tuổi ngọ không nên ôm đồm quá nhiều công việc vì có thể ban đầu bạn tưởng rằng mình có thể làm được. Nhưng thực tế là có nhiều trở ngại đang đẩy bạn đi theo hướng khác. Và nếu như bạn tuổi ngọa quá tự tin thì càng là vấn đề lớn vì nó khiến cho bạn không nhìn ra vấn đề của mình nữa. Trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi ngọ cũng đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh. Cái điều này khiến cho mối quan hệ của bạn tuổi ngọ trong ngày hôm nay đang có nguy cơ bị đổ vỡ. Và tránh để cho cảm tính hủy hoại bạn ngày hôm nay, mọi việc mà bạn cần phải làm hay là được giao, bạn hãy dùng lý trí để sắp đặt sao cho ổn thỏa nhất có thể. Khi bạn phán xét mọi thứ bằng cảm nhận riêng, có thể chúng sẽ không chính xác đâu nhé. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ bảy này với ban tuổi ngọ lại đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh và đây là cơ hội tốt để cho bản mệnh có thể tìm được cách thức phù hợp để cải thiện về tình hình sức khỏe của mình. Ban tuổi ngọ, bạn cũng nên hạn chế những thói quen ăn uống thiếu khoa học mà bạn bắt chước mọi người gần đây để hạn chế những tác động xấu lên cơ thể của mình. Vài tử vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim đang có sự hiếu thắng chủ quan sẽ đưa ra quyết định vội vàng. Tử vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy thích làm theo ý của mình bộ ngoài tai những lời góp ý của người khác. Tử vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa họ, nên học cách lắng nghe ý kiến góp ý của mọi người. Từ vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ, tài chính có được sự khởi sắc nhờ nỗ lực bấy lâu. Từ vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc không nên xuất hành, khai trương, di chuyển trong ngày hôm nay. Và đánh giá của bạn tuổi ngọ trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao con số may mắn số 11, số 21, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi mùi, tuổi tốt. Từ vi tuổi mùi, thứ bảy, ngày 12 tháng 6 năm 2021. Với bà tuổi mùi bước sang ngày thứ bảy này, thầy tử vi chỉ ra rằng bà tuổi mùi đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp, hợi mão mùi phù trợ. Cái điều này giúp cho bà tuổi mùi đang được những người khác giới thấu hiểu, nhìn nhận tích cực về con người của bạn. Việc quyên với người mới cũng rất tốt vì đó là cơ hội để cho bạn trau dồi tư duy, làm mới bản thân mình một chút. Và bạn tuổi mùi, bạn hãy bắt đầu bằng những thói quyên mới nghĩa cho tinh thần của bạn được khởi động, được hoạt động một cách tích cực hơn. Trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi mùi cũng đang gặp được ngày của thực thần chiếu mệnh. Cái điều này mang tới cho bạn có được niềm tin phơi phới. Diện mạo rất quan trọng trong ngày hôm nay cho nên với bạn tuổi mùi trước khi đi ra khỏi nhà bạn hãy đảm bảo bạn có được một diện mạo hoàn toàn hoàn hảo nhất có thể Nhờ thế mà bạn mới dễ dàng ghi điểm trong mắt mọi người và giải quyết được mọi việc thuận lợi hơn. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi mùi lại đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc. Cái điều này cho thấy về phương diện tiền bạc của bạn lại đang có dấu hiệu đáng lo lắng. Bạn mệnh tuổi mùi đừng quá chủ quan cho rằng mình vẫn đang đủ đầy mà không quan tâm tới tương lai. Và nhất là khi khoản tiết kiệm của bạn đang bị thâm hụt và không có dấu hiệu gia tăng thì nguy cơ sẽ xảy ra những sự cố liên quan tới tiền bạc rất cao đó bạn tuổi mùi nhá. Vài tử vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim nắm bắt được cơ hội phát triển khi nó đến, do dự sẽ khiến cho bạn phải hối hận. Tử vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy có người mang đến cho bạn, chỉ dẫn cho bạn, thích hợp và đúng lúc tử vi tuổi kỷ mùi thuộc mệnh hỏa nếu có lời mời ăn uống thì nên đón nhận mà thôi tử vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ nên có góc nhìn tích cực hơn trong mọi vấn đề của cuộc sống tử vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc gặp được người phù hợp để có thể chia sẻ buồn vui và đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm, 4 sao, con số may mắn, số 1, số 6, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi mùi. Từ vi tuổi thân thứ bảy ngày 12 tháng 6 năm 2021 với bà tuổi thân bước sang ngày thứ bảy này, thầy tử vi chỉ ra rằng bạn tuổi thân nếu như chịu khó để ý một chút thì trong ngày hôm nay bạn sẽ nhận thấy rằng cơ hội đang ở ngay trước mắt bạn mà thôi. Cơ hội mà chính tài đưa tới có thể liên quan tới tiền bạc hay là những ý tưởng mới và hạn nhìn chúng có giá trị và ý nghĩa trong cuộc sống của bạn. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi thân lại đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc cái điều này có thể gây ra những căng thẳng trong các mối quan hệ của bạn mệnh với người thân, hàng xóm hoặc là bạn bè, đồng nghiệp. Và bạn tuổi Thân bạn chớ vì giận quá mất khôn, nói ra những lời khó nghe khiến cho hai người không dám nhìn mặt nhau về sau. Xem tử vi cho thấy trong ngày này đối với những gia đình có thai phụ thì không nên dịch chuyển về các vị trí đầu đạc hay là tiến hành sửa chữa, đục đẽo bởi việc làm này có thể làm động tới thai thần, ảnh hưởng tới cả người mẹ và thai nhi. Về từ vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy, công việc có phần được hanh thông nhờ vào sự giúp sức từ vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa nên tính toán kỹ lưỡng trong từng vấn đề nhỏ một tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ nên trân trọng sự hỗ trợ của mọi người trong ngày hôm nay tử vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc có người đánh giá sai về bạn nhưng việc này bạn không nên để tâm tử vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim nhớ nắm bắt cơ hội phát triển khi nó đến do dự sẽ khiến cho bạn phải hối hận và đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe, 3 sao tình cảm, 4 sao con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi tốt. Từ vi tuổi dậu, thứ bảy, ngày 12 tháng 6 năm 2021 xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi dậu cho chúng ta thấy là với bạn tuổi dậu đang chịu ảnh hưởng của cục diện ngũ hành lục sông cho nên dù bạn tuổi dậu trong ngày hôm nay có nín nhịn hoặc là nhường nhịn ai đó cũng không thể tránh được việc có những xung đột mâu thuẫn có thể xảy ra tuy nhiên với bạn tuổi dậu sang ngày khác mọi việc sẽ được in ổn thôi bạn mệnh đừng quá lo lắng hay là hoang mang quá nhé Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ bảy này với ba tuổi dậu lại đang gặp được ngày có thiên tài hỗ trợ để tiền bạc trong túi của bạn có được sử dụng rỉnh hơn. Chi tiêu sao cho hợp lý là lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn mạnh tuổi dậu trong ngày hôm nay. Hẳn nhìn, bạn có các kế hoạch, những mục tiêu dài hạn, vì thế, bạn hãy biết cân đối trong việc chi tiêu hiện tại lẫn các khoản dành dụng cho tương lai nữa. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Dậu lại đang gặp ngày có kim khắc với mộc. Cái điều này ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe của bản mệnh, có thể là do tác động của thời tiết, cho nên với bạn tuổi Dậu rất dễ bị ốm hơn. Ngoài ra, bản mệnh tuổi Dậu cũng nên cần phải lưu ý trong việc ăn nhiều rau củ cỏ để cải thiện hệ tiêu hóa của mình. Vài tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh thủy, sức khỏe có phần sa sút, tránh làm việc quá sức không thực sự hiệu quả. Từ vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa càng quan tâm chi tiết bạn sẽ hạn chế được những sai sót. Từ vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ nên đọc sách nhiều hơn để mở mang kiến thức cho mình. Từ vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc tránh được đột cắn đứt mối quan hệ với ai đó. Từ vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim về tình hình tiền bạc của bạn đã được cải thiện hơn trước rất nhiều và đánh giá của bạn tuổi dậu trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 3 sao tài lộc 3 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 1 số 8 giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ màu sắc cá tường màu bạc màu đỏ quý nhân phù trợ tuổi tỵ tuổi sửu từ vi tuổi tuất thứ bảy ngày 12 tháng 6 năm 2021. Với bà tuổi Tuất bước sang ngày thứ bảy này, thầy Tử Vi chỉ ra rằng bà tuổi Tuất đang gặp được ngày có lục hợp quý nhân chia chở. Cái điều này sẽ giúp cho bạn tuổi Tuất có được những người đồng hành, tâm đầu ý hợp, khiến cho mọi công việc của bạn trong ngày hôm nay trở nên dễ dàng, thuận lợi hơn bạn tưởng tượng. Vậy đây là ngày để cho bạn tuổi Tuất chia sẻ những dự định, kế hoạch của tương lai nữa đấy. Bạn đừng có ngại ngần bất cứ sự tranh chấp hay là mâu thuẫn nào nhé. Và trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Tuất cũng đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn tuổi Tuất thường xuyên có cảm giác tồi tệ, tiêu cực. Công việc của bạn bận rộn đến mấy thì bạn cũng đừng quên dành thời gian để thưởng thức những giá trị đơn giản và ý nghĩa của cuộc sống đang hiện diện xung quanh bạn nhé nhờ thế mà mọi phút giây trôi qua đều trở nên ý nghĩa hơn rất nhiều cho bạn nữa. Ngày này với bạn tuổi Tuất cũng đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc, cái điều này có thể đẩy bản mệnh vào những rắc rối liên quan tới vấn đề về tiền bạc. Bạn tuổi Tuất nhất định không được dùng chữ tín của mình để hỗ trợ ai đó vay mượn về tiền bạc, họ đang lợi dụng lòng tốt của bạn mà thôi. Vài tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh hỏa có người nói xấu sau lưng bạn nhưng bạn nên bày tỏ quan điểm rõ ràng từ vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ có những điều bạn không thể nào trốn tránh phải đối diện với nó từ vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc có ai đó đang mang tới cho bạn cơ hội đi kèm với những thách thức từ vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim vừa thấy khó đừng có vội vàng bổ cuộc nhanh tới vậy từ vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy, những điều giản đơn trong cuộc sống chính là hạnh phúc mà bạn cần phải nắm giữ. Và đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 5 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 9, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Dần. từ vi tuổi hợi thứ bảy ngày 12 tháng 6 năm 2021. Với bà tuổi hợi bước sang ngày thứ bảy này, thầy tử vi chỉ ra rằng bà tuổi hợi từng có thời gian tổn thương, nghỉ ngợi vì sự đổ vỡ trong mối quan hệ nào đó hay là sự rạn nứt trong chuyện tình cảm thì ngày hôm nay bạn sẽ có được cơ hội vàng để có thể hàn gắn, để có thể sửa sai và hẳn nhìn tha thứ là một điều gì đó nói dễ hơn là làm. Tuy nhiên nếu như bạn dốc lòng cho điều đó thì sẽ có được kết quả đến với bạn mà thôi. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi hợi, lại đang gặp được ngày có chính quan giúp cho bạn mở ra những cánh cửa cơ hội mà từ trước giờ bạn chỉ nghĩ là một bức tường, không cho phép bạn kết nối với những ước mơ, những tham vọng của chính mình. Và đây là ngày mà bạn tuổi hợi nên trân trọng mọi cơ hội, mọi nhân vật tiếp cận với bạn thay vì thái độ quê thường vì bất cứ lý do nào bạn tuổi hợi nhé. Ngày này với bạn tuổi hợi cũng đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh, dự báo sẽ có nhân vật có tầm ảnh hưởng, có nhiều trải nghiệm nào đó sẽ hỗ trợ cho bạn, động viên bạn. Vậy thì đây chính là cơ hội tốt để cho bạn có thể thể hiện những năng lực của mình và vươn tới một vị trí tốt hơn trong công việc nếu như điều đó mà bạn thực sự mong muốn. Về tử vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa, tình cảm là điều khó nói, đừng có phân tích quá nhiều. Tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ, nên biết trân trọng hạnh phúc hiện tại. Tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc cách thức của bạn khác mọi người, không nên đem ra để so sánh. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh Kim, sự thiệt hơn cũng có tính tương đối mà thôi, bạn đừng có suy nghĩ quá nhiều. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh Thủy, đừng cứ chăm chỉ làm việc chân thành, bạn sẽ được trân trọng. Và đánh giá của bà tuổi Hợi trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 4, số 6, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường màu trắng, màu bạc. Quý nhân phù trợ tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.